Hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em, bên Thuận có cái file chim sẻ đánh được cả sẻ thường và sẻ tàu, sẻ trắng loại lớn. Thì file này là file kiểu như là gom hết bầy anh em. Nếu anh em nào cần thì liên hệ số điện thoại của Thuận để Thuận tư vấn cũng như cắt ghép chỉnh sửa cho nó hợp lý để anh em dùng lo điều khiển từ xa hoặc lo thường đánh nó được hiệu quả hơn. Cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ bên Thuận kênh sân bay. Cảm ơn anh em rất nhiều. Chào anh em. We'll be right back.